người trên tàu bay là 115 người, nhiên liệu bay 2 giờ báo cáo hết đi. Tôi nghe tốt. Chị cho triển khai ngay lực lượng, báo cáo ngay cho các cơ quan đơn vị theo sơ đồ phương án tìm kiếm các nạn. Tiếp tục tiếp nhận thông tin báo cáo từng ngày. Dạ nghe tốt rồi. Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong phạm vi từ Thăng Bình đến núi Thành phối hợp với các lực lượng và các địa phương để sẵn sàng các phương án tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Với đường ven biển, một mũi tiêu cao tốc nắm quả tang, chiều dài 99 km. Chỉ đạo ngay lực lượng công an, nhất là lực lượng phòng cháy chữa cháy, phối hợp với các đơn vị có liên quan để triển khai ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Báo cáo đồng chí trưởng ban, nhân sự, trang thiết bị của công ty quản lý miền Trung về tìm cứu nạn ET218 đã sẵn sàng chờ lệnh đồng chí. Nghe tốt, đồng chí cho việc triển khai theo kế hoạch. Tất cả anh em chuẩn bị. Theo phương án đã được phê duyệt, hiện tại thì toàn bộ lực lượng của Trung tâm Hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn miền Trung đã lên đường để đi tìm kiếm ET018. Trong khi các lực lượng khẩn trương tiếp cận ET018 thì ở trên bờ biển khu vực tàu bay lâm nạn, lực lượng chức năng của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cũng nhanh chóng triển khai lắp đặt nhà bạt cứu thương, sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân để cứu chữa.